sáng sớm tao không muốn gây sự. Thích đấy, thì làm sao? Mày mãi là một thằng trẻ trâu, không bao giờ lớn lên được. Mày nói cái gì đấy? Tao nói mày là một thằng trẻ trâu, suốt ngày lên mặt dạy đời người khác. Sao mày không nhìn nhận lại bản thân mày coi? Mày có tư cách gì? Đừng có mà nhắc đến hai chữ tư cách với tôi. Thằng này không lừa lọc dối trá ai cả. Cái loại anh ấy đi cướp người yêu của bản thân mình, rồi trong cái lúc cả nhà này khổ sở vì nợ nần, anh gom tiền anh đi mua ô tô, rồi bây giờ anh lừa cả con Nhiên, em gái tôi. Cái thứ bẩn thỉu như anh ấy, tốt nhất nên cầm cái mồm lại. Tao khốn nạn tao tự chịu. Còn hơn cái loại thất nghiệp như mày, bất tài, bất trí, thì chỉ có thể khinh khả là ở trong cái nhà này thôi. Mày giỏi mày ra ngoài, mày lên mặt dạy đời người ta kìa. Mày tưởng tao sợ mày hả? Mày tưởng tao sợ mày hả? Mày chả là cái thá gì đâu, mà vì mày ở dưới, còn tao ở trên kìa. Ở dưới à hả? Ở trên à? Ở trên ở đâu? Hả? Ở trên ở đâu? Hả? Tao nhìn mày lâu lắm rồi nghe chưa? Anh cút từ khỏi cái nhà này đây! Cút ngay! Cút! Tao nói cho mày biết, cái nhà này không hoàn toàn là của mày, cho nên mày không có quyền nào mày đối tao. Nhưng mà ngày hôm nay tao sẽ ra khỏi cái nhà này, bởi vì tao đánh cầm cái nhà này nữa. Bách đi rồi đấy. Tìm sao? Không có ông Bách mày không sống được à? Anh thôi kiểu nói chuyện này đi. Bây giờ mày còn dạy tao cách nói chuyện nữa à? Anh Lâm, anh vừa phải thôi. Em biết là anh rất giận chuyện của Nhiên, nhưng chuyện của ba chúng ta hoàn toàn khác. Chả có ba chúng ta nào ở đây hết. Đây là chuyện riêng giữa tao và thằng khốn đấy. Mày chọn ai thì mày chọn đi. Anh đừng gọi anh Bách như thế. Sao hết lần này lần khác mày cứ phải bênh vực thằng khốn đấy thế? Vì anh Bách cũng là anh của em. Thế thì mời mày cút. Anh không có quyền đuổi em. Cả nhà này không phải của một mình anh, là công sức của em. Anh Bách, mày chả có công lao gì trong cái nhà này hết. Mày chỉ là một thằng vô tích sự, thằng ăn bám thôi. Anh Lâm, anh đừng quá đáng như thế chứ. Để tôi xem ba la nhà này xấu như nào. Em sẽ đi. Mày đi đi. Đi hết đi. Tao không cần ai hết. Đợi chị. Nhi, em đi đâu đấy? Em phải đi ngay thôi trước khi bị đuổi. Xong chưa Nhân? Em xuống đây. Nhanh lên. Hai đứa cứ ở đây đến hết tháng cũng được mà. Anh Bách đã đi rồi, bây giờ hai đứa cũng đi nốt, thì nhà làm gì còn ai nữa. Hân, đi bán cơm đi. Em đi đây. Trên đời này lại có người báu lạnh như thế. Hôm qua thì anh em, hôm nay thì như người dưng ý. Kệ chị ơi, mình sẽ không về đây nữa. Anh Lâm, anh em nói đã em... Sao? Thực sự là em không cố tình giấu giếm anh đâu. Nhưng mà em sợ nếu như mà anh biết thì anh sẽ buồn, vì biết em với bố đã vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau à? Hả? Còn tao thì như một thằng con ghẻ ấy. Thực sự em không biết phải làm gì cả. Thực sự là em rất mong gia đình mình được đoàn tụ vui vẻ với nhau. Nhưng mà anh với bố lúc nào thì cũng khắc khẩu với nhau, còn em ở giữa, cho nên... Thế à? Thế hóa ra là bây giờ tao còn phải cảm ơn mày, vì mày đã lừa dối tao á. Bây giờ mày không cần đứng giữa nữa đâu. Mày đứng hẳn sang một bên đi, cho đỡ ngán đường tao. Ý anh là sao? Nghĩa là mời mày khăn gói đi sang ở với bố mày đi. Còn từ hôm nay tao không muốn dính líu gì đến hai bố con nhà mày nữa. Chúng ta là một gia đình mà anh. Cái gia đình hạnh phúc đấy chưa bao giờ có tao cả.
Em xin anh ấy, anh đừng có nghĩ sai như thế được không? Thế mày im đi! Mày đừng có đạo đức giả như thế nữa. Mày cũng giả dối không khác gì lão Bách đâu. Nhiên, anh Lâm. Nhiên ơi, Nhiên. Nhiên, Nhiên ơi, em bình tĩnh đã. Em không thể bình tĩnh được nữa, chị đừng có nói gì hết. Em biết tính anh Lâm mà. Dù gì hai người cũng là anh. Thôi thôi, em xin chị đấy. Chị cũng thấy rồi đấy. Bây giờ anh ấy đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi nhà. Đến lượt em. Em là em gái của anh đấy, anh còn đuổi. Vậy thì em còn gì mà luyến tiếc tại cái nhà này nữa. Được, em đi. Thì ra đây là thằng bồ của mày à? Mày ăn ở với bồ mà vẫn định trèo kéo chồng tao à? Mày nghĩ mày cướp chồng tao để mày sẽ có cuộc sống yên ổn à? 2 năm trước tao hiền với mày quá, bây giờ mày muốn như nào? Hân, tự nói em chuyên cướp chồng người khác, nói đi. Em chuyên định cướp chồng người khác. Đi. Em chuyên định cướp chồng. Hân. Hân. Chuyện vừa xảy ra là sao? Hả? Phụ nữ anh nói đều là thật. Em sai. Em đáng bị như thế. Em phải chịu nhân quả của những việc em đã làm. Một chuyện như thế này mà ngay từ đầu em không nói cho anh biết, tại sao em lại lừa dối anh? Tại sao em lại lừa dối anh? Hân ơi, dậy đi ông ơi, dậy ngay. Ừ, hay thật đấy, đến hạn đóng tiền nhà rồi mà kỹ mỉm mỉm, chả đứa nào chịu nói với cô một tiếng là sao? Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ? Còn vài ngày nữa là hết tháng rồi ông ạ. Nhanh thế, chắc tưởng bây giờ mới phải đầu tháng rồi chứ. Ôi, nhìn nhà cửa thì bẩn thỉu, ăn mặc thì nhếch nhác, cái Hân nó sống sạch sẽ lắm cơ mà sao lại để nhà cửa thế này? Thôi làm ăn ế ẩm quá, đừng cố làm gì con ạ. Trả lại nhà cho cô đi, để cô cho người khác. Rồi ok. Ui giời, ngẫu cảnh.